chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm cơm ba món tiếp. Cơm trưa ba món. Thì cơm trưa mình gồm có là nồi canh súp, súp gà, rồi nấm đông cô, bắp. Mình sẽ nấu củ cải đỏ á, mình sẽ nấu với lại nước. Mình sẽ nấu một nồi súp. Nồi canh súp rất là ngọt, rồi có củ hành trắng một tím. Với lại là cá hú kho, cá sặc với cá lóc thì mình ướp, mình chiên sả ớt. Mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Coi cái nồi nước sôi chưa. Sau thì mình sẽ thả củ hành vào vô cho nó thơm. Thả hết vào vô. Mề gà với ức gà. Mình sẽ hầm một nồi súp. Nước thôi. Mình bỏ cái bắp nè vô cho nó thơm, nó vừa thơm mà nó vừa ngọt nữa. Giờ mình sắc củ cải đỏ mình bỏ tiếp. Mình nấu có đầu lòng gà thì mình nấu với mướp nó ngon. Giờ mình bỏ cái này vô. Bỏ này vô luôn. Giờ mình đậy nắp lại cho nó. Giờ mình sẽ ướp cá. Nước mắm. Nước mắm, đường, bột ngọt. Vàng tới mình bỏ vô, đừng có thắng đen quá. Thank you.
chồng mình ngứt lá, mình kho cá trước khi mà mình gần nhắc cá đó, mình bỏ cùng với hành đó, mình bỏ vô mình cắt miếng.
vô rồi mình nhắc bếp được rồi. Có nước cá này thì ăn có kho có nước nước vậy đó mới ngon. Xả ra chứ để hơi dính, xả cái nó khác thì chút mình phi xả sao. Ướp cho nó thơm thôi chứ mình chưa. Lát mình để sau, mình chiên cá xong rồi cái đầu mình phi sao. Đây xả tỏi nè, xả tỏi ớt. Giờ mình chờ chiên cá nữa, chiên cá nữa là xong. Chiên cá nữa ăn cơm thôi. Ngày mình nấu cơm trưa. Xong rồi nè, xin mời cả nhà cùng ăn cơm với mình. Đây cá kho canh, món cá chiên hấp dẫn nhất. Mời cả nhà cùng ăn cơm với mình thôi.